Và thưa quý thầy cô, thưa các anh chị, nhạc sĩ Phạm Duy đã ra đi để lại cho chúng ta cả ngàn tác phẩm. Trong đó chúng ta không thể nhớ đến những tác phẩm ca tụng về tình yêu của tuổi học trò, của tuổi mộng mơ. Và chắc chắn chúng ta sẽ không quên Con đường tình ta đi, trả lại em yêu, Ngày xưa Hoàng thị. Và đặc biệt tác phẩm Trả lại em yêu, đó là một tiêu biểu nhạc sĩ đã viết trong thời chinh chiến, với những cung bậc vô cùng bi cảm để thương cho những chuyện tình sinh viên, những chàng sinh viên phải dã từ người yêu, dã từ giải đường, lên đường đi theo tiếng gọi của núi sông. Và để rồi mấy chục năm sau, những tác phẩm đó đã trở thành bất tử và trở thành huyền thoại của những mối tình, của tuổi học trò, của tuổi mộng mơ. Đêm nay, trong không khí tưng bừng của buổi hội ngộ, chúng em xin kính mời quý thầy cô, quý anh chị hãy trở về một thoáng hương xưa của một thời hoàng kim tay đan tóc rối. Thì mình xin được hân hạnh giới thiệu liên khúc mở màn Trả lại em yêu, Con đường tình ta đi và Ngày xưa Hoàng thị, được trình bày bởi những giọng ca thân thương nhất của các anh chị khoa học Sài Gòn và thân hữu. Kính mời quý thầy cô và các anh chị một tràng pháo tay cho Ban Văn nghệ Khoa học Sài Gòn.
I'm